Sáng nay, tại khu du lịch tỉnh Tâm Linh, sinh thái Tây Yên Tử, PB Bank phối hợp cùng tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức giải chạy PB Bank Bắc Giang Marathon 2022. Cùng đường chạy 2022 bao gồm cả đường road và đường trail trong rừng với tốc độ chạy dài từ 145m lên tới 1000m. Hơn 1000 vận động viên đến từ hơn 20 đoàn, trong đó 750 vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 5km, 250 vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 10km gồm trail. Kết quả ở nội dung nam cự ly 5km, vận động viên Trịnh Quốc Lượng, huyện Lạng Giang tiếp tục tỏ rõ sự vượt trội khi cán đích đầu tiên. Trong khi đó, ở nội dung của nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ninh, huyện Lục Ngạn. Ở nội dung nam cự ly 10km, giải nhất thuộc về vận động viên Trương Việt Thành, Thanh Hóa với thành tích ấn tượng 59 phút. Ở nội dung nữ vận động viên Hà Thị Hậu, câu lạc bộ Sapa Runner xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 1 giờ 13 phút. Cũng nhân dịp này, BB Bank đã trao tặng 200 triệu đồng đồng hành với tỉnh đoàn Bắc Giang trong việc trang bị các công trình an sinh xã hội. Bản tin sẽ tiếp tục với những chuyển động của thể thao quốc tế.